ra được cái tin tức của A Bảo. A Bảo? Ừ. Tổ chức sát thủ hàng đầu trên giang hồ khả sát thần nhị đương gia của Thương Ân Bảo. Hắn đã phái người đến để báo với ta rồi. Hắn nói phát hiện ra A Bảo trốn trong giác thiền tự. À, vậy thì tốt quá. Nghĩa phụ cho người đi bắt nó chưa? Ừ. Chuyện này thì không ai có thể làm được. Cần phải do đích thân ta ra tay thôi. Tại sao vậy? Tại vì vẫn còn một người bên cạnh A Bảo. Võ công của người đó vô cùng cao cường. Năm xưa hắn mệnh danh là Dạng Ác Đệ Độc, cuồng phong lạc diệp chưởng của hắn đánh khắp đại giang Nam Bắc không có đối thủ. Người đó là ai? Bách Lý Khứ Ác. Bách Lý Khứ Ác? Có lợi hại như vậy không? Sao con chưa từng nghe danh của người này? Nhắc đến ta mới nói. Năm ấy chỉ một mình Bách Lý Khứ Ác mà thôi. Hắn liên tục sang mặt tam được Lục Môn Thập Nhị Phân Đà của Hải Sa Cung, sau đó tiến thẳng đến đệ nhất tuyến của Hải Sa Cung ta. Cùng ta ác chiến 3 ngày 3 đêm, hai bên trọng thương rồi hắn bỏ đi. Nếu không, từ lâu ta đã sánh ngang hàng với Quan Ngự Thiên rồi, đâu cần phải vất vả như ngày hôm nay. Nghĩa phụ, theo con nghĩ chuyện này không thể vội vàng được. Chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Không, ta có cách tính khác. Đi tìm Thiên Hành cho ta, tự ta có sắp xếp. Thí chủ có chuyện muốn hỏi tôi. Theo như tôi biết, hồi cha tôi còn sống rất thân với đại sư. Không biết trước khi chết ông ấy có tìm đại sư hay không? Không có. Tôi có một chuyện nghĩ không thông lắm. Nghĩ không thông thì đừng nghĩ làm gì. Tại sao lại như vậy? Cha tôi chết dưới giác thiên tự, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp hay sao? Đại sư, tôi từng đưa ra nhiều đáp án. Thậm chí tôi nghĩ đến chỗ này từng vì thiên linh kỳ phổ mà xảy ra trận ác chiến. Nhưng mà tất cả đều do tôi nghĩ mà ra thôi. Tôi vẫn lặp lại câu đó, nghĩ nhiều vô ích. Đại sư, cha tôi chẳng lẽ mặt ông ấy chết không rõ lý do hay sao? Hey, chuyện đã qua rồi. Cho dù cậu tìm hiểu rõ thì sao? Sau cùng có thể bình an hay không mới là chuyện mà cậu cần chú ý. Đại sư nói về ý là sao? Tôi hỏi cậu, cho dù đã giết Quan Ngự Thiên, cậu cho rằng võ công của cậu so với Quan Ngự Thiên như thế nào? Chỉ là may mắn thôi. Vậy nếu so với Hách Liên Bá? Tất nhiên không bằng. So với huynh đệ cách nghĩa của cậu Nhậm Thiên Hành? Những người đó đều là thuộc hạ của hắn, và họ đều muốn giết cậu cho bằng được. Cậu không biết tự bảo vệ thế nào, nhưng cứ lo nghĩ về quá khứ. Ta cũng biết cậu dựa vào một cuốn kiếm phổ do cha cậu để lại, cậu lén khổ luyện một mình trong rừng. Võ công không do người luyện, chuyện đó không thể trách cậu được. Lẽ ra Phi Yến kiếm phổ vô song, chỉ tiếc là không được thầy giỏi truyền thụ, cho nên cậu chỉ đạt một nửa thôi. À, đúng rồi, đại sư. Thầy quen thân với tiên phụ, chắc thầy phải biết điểm sáng của bộ kiếm pháp đó chứ. Chẳng hay... Quả nhiên nội lực bình bình. Cậu chỉ luyện kiếm chiêu, không luyện kiếm khí. Cho dù trở thành cao thủ cũng như trò đùa. Nhiều sơ hở đến như vậy thì làm sao cậu thắng được đối phương? Đại sư, vậy nên luyện kiếm khí như thế nào? Cậu theo tôi tụng kinh 7 ngày, tự tôi sẽ dạy cho cậu. Tụng kinh? Tại sao tôi phải tụng kinh vậy? Không thể xóa hết tội ác trong lòng, làm sao luyện được tuyệt thế nội công? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Được, đại sư, trong vòng 7 ngày tôi theo thầy ăn chay tụng kinh. 7 ngày? Cũng không biết có kịp hay không. Đại sư vừa nói gì?
Có phải trong lòng cậu nghĩ tôi hứa dạy kiếm cho cậu nhưng lại bắt cậu xuống tấn? Tôi nói rõ cho cậu biết luôn, xuống tấn hay là sách thùng đều không thể nào luyện kiếm khí. Nhưng muốn luyện kiếm khí thì cậu phải hiểu, cậu xuống tấn mấy ngày cậu đã nhìn thấy gì vậy? Đại sư, cũng là câu hỏi đó, mấy ngày qua cậu đã nhìn thấy gì chưa? Ngày xưa có một người tên là Hoàng Nhất Thiền Sư, tất cả những người được thọ giáo thầy ấy về Phật pháp thiền học, thầy ấy đều đưa ra một ngón tay. Những người có yêu cầu đều có sự lãnh ngộ được. Từ đó Hoàng Nhất Nhất Chỉ nổi danh thiên hạ. Tàng Phong, tôi hỏi cậu, họ đã nhìn thấy những gì? Cậu lại nhìn thấy những gì? Một, tức là tâm. Đại sư, tôi không nhìn thấy gì hết. Tốt lắm, chúng ta có thể luyện kiếm khí rồi. Tàng Phong, mới chỉ có 7 ngày cậu đã tiến bộ được như vậy đã nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Ngoài ra, thiên ý tứ tượng quyết đó không phải một sớm một chiều mà luyện thành được. Cậu cần phải ghi nhớ căn cơ của thiên ý tứ tượng quyết chính là nhất chỉ thiền, thì lúc đó mới có thể công đức hoàn mãn. Đại ân đại đức của đại sư, Tàng Phong ghi lòng tạc dạ. Đại ân đại đức, thật ra dạy võ công cho cậu không phải là chuyện tôi mong muốn. Nếu không phải tình thế nguy ngập, tôi cũng không làm trái di nguyện của cha cậu. Đại sư, thầy mau nói cho tôi biết cha tôi chết như thế nào. Sau khi cha cậu giao thiên linh kỳ phổ cho tôi liền bị người ta đuổi giết, đến chết vẫn không chịu nói thiên linh kỳ phổ ở trong tay tôi. Còn tôi thì không kịp cứu ông ta. Có thể nói cha cậu là chết vì tôi. Di nguyện duy nhất của ông ta là kêu tôi bảo quản tốt thiên linh kỳ phổ, ngoài ra bảo vệ hai mẹ con cậu cho tốt, không cho cậu bước chân vào giang hồ nữa. Cha tôi đã bị ai giết hại? Tôi không biết, cũng không có nghe nói. Nghi ngờ lớn nhất hiện nay chính là Hoa Ngự Thiên. Nếu thật lòng ông ấy thì tôi biết mấy, xem như tôi đã trả thù rồi. Tôi chỉ sợ vẫn còn người khác. Đại sư, có thật là thầy đang giữ thiên linh kỳ phổ hay không? Tàng Phong, cậu vẫn còn nghĩ đến thiên linh kỳ phổ sao? Món đồ xui xẻo ấy, tôi nghĩ cậu hãy quên đi. A-di-đà-phật. Cứ giao chỗ này cho tôi, các cô đi tìm A Bảo. Xin hỏi thí chủ là ai? Chí Tôn Minh, Nhậm Thiên Hành. Chí Tôn Minh? Cho dù Hoa Ngự Thiên vẫn còn sống cũng không dám mở sát giới ngay tại Phật Môn Thánh Địa. Thí chủ, cậu mau quay về đi. Vậy sao? Vậy hỏi trường kiếm trong tay của tôi trước đi. Phong Thần Nộ chính là ông. Hơn 10 năm qua,
Thầy ứng cứ vậy là đủ rồi. Mau giao đồ đạc lại cho ta. Có lẽ ta có thể tha chết cho thầy. Ta không biết ông đang cần thứ gì. Người đàng hoàng không làm chuyện mờ ám. Đã đến lúc thầy phải trả lại cho chủ của nó rồi. Ta đã đốt nó rồi. Câu trả lời này ông có hài lòng hay không? Sao chứ? Thầy đã đốt thiên linh kỳ phổ rồi. 18 năm về trước, ta đã bước chân vào chân môn, thành tâm lễ Phật không hỏi sự đời. Tôi còn giữ kỳ phổ đó để làm gì chứ? Bạch Ly Khư A, thầy tưởng tôi tin thầy nói hay sao? Mau giao đồ đạc cho ta. Nếu không, tôi đưa thầy đi hầu Phật tổ. Tàng Phong. Đại sư. Hay lắm. Lần trước xem như người may mắn, hôm nay ngang nhiên dám tới đây nộp mạng. Tàng Phong, cậu còn nhớ thiên ý tư tưởng quyết không? Tôi nhớ chứ. Nhập hải vô lượng công đức hải. Thiên ý tư tưởng khuyên. Tại sao hắn lại biết thiên ý tư tưởng khuyên? Đây là võ công gì vậy? Thiên ý tư tưởng quyết. Hay phân thân bản. Trời ơi. Phân thân trưởng. Phong thần nổ. Đi. Đại sư. Đại sư. Bảo mẫu giao cho con nha. Chạy mau lên. Đi. Tàng Phong đâu? Quỳ nãy đang chống lại bọn địch, lát nữa sẽ quay lại ngay. Các người đừng hòng thoát khỏi đây. Cô là ai vậy? Tại sao lại đòi giết chúng tôi? Bái Ngọc Nhi, đây là mẹ của Tàng Phong. Cô dám ra tay không? Yến bá mẫu, cứ bằng ả là ai? Kẻ nào dám ngăn cản chúng tôi cứ giết không tha. Yến bá mẫu, tôi không muốn làm khó bà. Chỉ cần các người giao A Bảo ra, tôi hứa không làm khó nó đâu. Đừng hòng giết A Bảo. Các người muốn giết A Bảo, hãy hỏi cây kiếm trong tay của tôi. Không tự lượng sức mình với cô hả? Có thể đánh lại chúng tôi không? Đánh không lại cũng phải đánh. Tôi không cho các người làm hại nó đâu. Sao lại phải vì người ngoài mà hy sinh vô ích như vậy? A Bảo không phải người ngoài. Các người mới là người ngoài đó. Ngâm Nhi, đây là cơ hội tốt cho muội lập công đó. Hay là để tỷ tỷ ta làm thay cũng được. Không dám làm phiền sư tỷ. A Bảo, A Bảo, sư tỷ tuyệt đối không nên. Tại sao là không? Ba mẫu. Mẹ. 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 Bái Ngọc Nhi, tại sao cô lại giết mẹ tôi? Tôi không cố ý. Tôi không cố ý đâu. Chạy mau. Đi. Mẹ. 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 A Di Đà Phật. Tiền bối, tôi xin ông hãy cứu mẹ tôi đi.
tiền bối, ông là thần y, ông chắc chắn có cách cứu bá mẫu, có đúng vậy không? Ta tiền bối, gia xin ông hãy cứu mẹ tôi. Trời ơi, cậu đứng dậy mau. Không, ông không cứu mẹ tôi sẽ không đứng dậy. Đứng dậy, tôi sẽ nghĩ cách cho. Đúng đó lão đầu, chẳng phải ông hay tự hào nói rằng chỉ cần bệnh nhân chưa qua cầu Nại Hà thì ông có thể cứu sống họ được. Bây giờ chính là lúc cần đến ông cứu, sao ông lại chịu bó tay vậy? Nhát kiếm đâm xuyên qua ngũ tạng, mất máu quá nhiều. Giọng vô tức, văn vô sinh, vấn vô sinh, thiết vô sinh cơ. Làm sao tôi cứu được nữa? Sao cứu được? Hế, lão đầu à, hồi sư phụ còn sống, chẳng phải có truyền cho ông sao? Bây giờ lấy đồ ra cho tôi. Ông sử dụng thật hả? Không phải bà nói tôi là đại phu sao? Tôi đã là đại phu thì phải có y đức của người chính là thiên chức của tôi. Tán tiên châm này không dễ gì có được. Mỗi cây châm đều có thể cứu sống một mạng người, nhưng bản thân phải tổn thọ 10 năm. Tạc Phong, tôi không dám cam đoan có thể cứu sống bà ấy hay không. Đây là cách cuối cùng. Đa tạ ta tiền bối. Mẹ, mẹ tỉnh rồi. Phong Nhi. Mẹ tỉnh dậy rồi. Phong Nhi. Bá mẫu, bá cảm thấy thế nào? Ta còn tưởng ta chết rồi. Ta đang định tìm cha con nữa. Thật không ngờ chúng ta còn gặp nhau. Mẹ, tại hài nhi bất hiếu, con không thể bảo vệ mẹ cho tốt. Mẹ, con hứa với mẹ, từ nay chúng ta sống ẩn trong rừng, không hỏi chuyện giang hồ nữa. Con sẽ hiếu thảo với mẹ. Hả? Còn Lưu Y thì sao? Con nhất định phải chăm sóc cho bá mẫu rồi. Không, ta đang hỏi Phong Nhi. Hôm trước ta kêu con thành thân với Lưu Y, con đồng ý không? Con... Ông trời thương hại cho con có dịp nói chuyện với mẹ, nhưng con không chịu nghe lời của mẹ, nói gì đến hiếu thảo. Nếu con đồng ý thành thân với Lưu Y, xem như giúp mẹ được toại nguyện rồi. Đối với cha con cũng có thể bàn giao. Bá mẫu, bá không nên nói thằng Phong như vậy. Phong Nhi, con không chấp nhận cho mẹ được toại nguyện hay sao? Mẹ, chỉ cần mẹ được vui, con làm gì cũng sẵn lòng. Vậy là tốt, vậy là tốt. Nào, rất tiếc ta không chờ được đến ngày các con thành thân. Mẹ, mẹ thấy sao? Cha con đến đón mẹ rồi. Con hứa chăm sóc Lưu Y cho tốt. Mẹ, 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 mẹ có sao không mẹ? Bá mẫu.
Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Mẹ, Tái Tiền Bối, ông mau cứu mẹ tôi đi. Ông cứu mẹ tôi đi, tôi van xin ông mà, Tái Tiền Bối. Thần tiên nan cứu, vô mệnh khách. Diêm Vương chuyên thu, di hận nhân. Mẹ, nếu không trả mối thù này, con thề không làm người. Nếu không trả mối thù này, con không còn mặt mũi lập bia cho mẹ. Tàng Phong, Tàng Phong, con đừng làm như vậy. Tàng Phong. Mai Ngọc Nhi, tôi sẽ lấy máu của cô. Mai Ngọc Nhi, tôi sẽ lấy máu của cô để lập bia cho mẹ của tôi. Tàng Phong, Quỳnh ăn cơm đi. Mẹ tôi đâu? Tại sao cô lại giết mẹ tôi vậy? Tàng Phong, tại sao cô lại giết mẹ tôi? Tôi phải giết cô. Tôi phải... Đại nương, sao bà lại ra tay mạnh như vậy? Nếu tôi không ra tay, cô đã bị hắn bóp chết rồi. Tôi thấy hắn khùng khùng điên điên, nên hắn yếu như vậy. Cho hắn nghỉ ngơi đi. Đại nương, bà giúp tôi xuống bếp lấy nhân sâm tìm gà để cho Quỳnh ấy bồi bổ. Nè đại nương, thôi đi, để tôi đi được rồi. Phải ở lại đây. Tôi phải ở bên mẹ tôi. Quỳnh đang tỉnh hay là đang mê vậy? Đứng dậy mau. Tôi tỉnh còn đau khổ hơn tôi đang nằm mơ. Tàng Phong, y bá mẫu của linh thiên trên trời cũng không chấp nhận cho Quỳnh tự hành hạ mình đâu. Quỳnh như vậy làm sao trả thù đây? Đứng dậy mau. Cô tránh ra. Tránh ra đi. Quỳnh không đi. Tôi cũng không đi.
Lui. Cậu đi đó cho tôi. Để tôi làm cho. Sau đó cút khỏi thực thực cư. Cậu đi khỏi tầm nhìn của tôi và Lưu Y. Sao đây? Có cần tôi lặp lại một lần không? Tôi kêu cậu lập tức đi khỏi thực thần cư. Đại nương, nay Lưu Y đang bị phong hàn, tại sao bà lại... Nếu không phải vì cậu, sao Lưu Y lại lâm vào sống dở chết dở như vậy? Lưu Y vì cậu thậm chí chấp nhận hy sinh mạng sống. Không lẽ cậu hại nó bao nhiêu đây còn chưa đủ sao? Tôi cho cậu hay, chuyện của Lưu Y không cần cậu giả vờ từ bi ngồi đây chăm sóc. Chỉ cần cậu tránh xa nó ra, nó chắc chắn sẽ sớm hồi phục và sống lâu trăm tuổi. Tần Phong, Quynh đang bị sốt đó. Tần Phong, Quynh không nên tắm mưa. Quynh không đi, tôi cũng không đi. Đại nương, tôi biết bà hận tôi. Tôi sẽ đi, nhưng không phải là lúc này. Tôi nhất định phải nhìn thấy Lưu Y khỏe lại. Nói bậy. Nếu cậu ở lại đây, nó càng bị thương nặng hơn, bị sốt tới hôn mê bất tỉnh. Nếu cậu cố tình muốn hại chết nó mới vừa lòng, vậy cậu cứ ở lại đây. Tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu. Ý bà là sao? Cứ y như tôi muốn cố tình hại cô ấy. Yến Tạc Phong, cậu đi theo tôi. Cậu xem đi, tự cậu xem đi. Hả? Cậu xem đi. Xem đi. Đây là thức ăn, thức uống và đồ bổ. Lưu Y thấy cậu bị bệnh đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Thực thực cư chúng tôi chưa từng hầu hạ bất cứ ai như vậy. Tôi cũng không biết cậu đã gặp vận may gì. Đại nương, tôi rất cảm kích những gì Lưu Y đã làm vì tôi. Cảm kích? Cậu lấy gì mà đáp lại nó hả? Nếu trong lòng cậu chỉ có cảm kích, vậy cậu nên sớm rời khỏi Lưu Y. Tại vì Lưu Y cần không phải là lòng cảm kích của cậu. Tôi thật sự không hiểu, con người như cậu khờ tới nỗi cần người ta cầm roi thúc mới biết đi nửa bước hay sao? Tại sao Lưu Y lại một lòng một dạ với cậu như vậy chứ? Đại nương, tôi biết Lưu Y... Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt méo mó đáng ghét của cậu nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu có yêu Lưu Y không? Nếu như cậu yêu Lưu Y thì cậu cho nó một lời hứa, cho nó yên tâm, cho nó hạnh phúc. Nếu cậu không yêu nó, hoặc trong lòng cậu đã có cô gái khác, vậy cậu nên sớm tránh xa nó, cắt đứt quan hệ với nó. Tôi không nhìn thấy sẽ đỡ bực bội. Cậu đó, tự cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Tiền bối, thật ra là thế nào? Bệnh của cô ấy đã vượt khỏi tầm khả năng của ta. Cậu đi nhờ người khác đi. Ê, tiền bối, nếu kể cả ông cũng không thể cứu cô ấy, trên đời này đâu còn ai cứu cô ấy được nữa. Có chứ, gần như trước mắt, xa tận chân trời. Ý của tiền bối muốn nói là tôi. Không phải cậu thì còn ai? Cách này mấy hôm Lưu Y còn chạy nhảy ngay trước mặt tôi. Bây giờ cậu nhìn xem hả? Cô ấy còn nằm hôn mê bất tỉnh kìa. Cậu có biết cậu khốn kiếp cỡ nào không? Tất nhiên là tôi biết. Tôi đã hại cô ấy. Yến Tàng Phong, Lưu Y vì cậu đã bỏ ra bao nhiêu chắc cậu hiểu rõ hơn ai hết. Sao cậu lại thờ ơ được chứ? Cậu quên trước lúc lâm chung mẹ cậu dặn dò như thế nào sao hả? Mẹ cậu kêu cậu lấy Lưu Y, cậu còn giấu giữ gì nữa? Tất nhiên là tôi không quên. Nhưng mẹ tôi mới qua đời, tôi phải thọ tang cho bà 3 năm. Và lại cô, bây giờ cô ấy cũng đâu có thích hợp đâu. Lúc nào mới thích hợp? Chờ đến khi cô ấy bạc đầu, hay là chờ đến khi chết? Ê, bậy. Sao ông lại nói chuyện xui xẻo như vậy chứ? Thằng Phong này, cậu làm cho tôi hồ đồ luôn rồi. Cậu nói đi, hôm nay cậu phải cho tôi một câu trả lời dứt khoát. Tôi
Phong. Tần Phong. Hả? Louis. Louis. Louis, cô thấy sao? Tần Phong, Quynh không sao chứ? Trời ơi, cậu nhìn đi, cậu nhìn đi. Louis dự tính dạy nói câu đầu tiên là quan tâm cậu đó. Hả? Cậu không thấy hổ thẹn với cô ấy sao? Louis, theo tôi nghĩ con người này hắn không hiểu được đâu. Vốn không đáng để cô trao thân gửi phận. Hai người đừng trách Tàn Phong. Tất cả mọi chuyện đều do tôi tự nguyện. Trời ơi Louis, vậy tôi sẽ bắt Tàn Phong làm theo di nguyện của mẹ cậu ấy, cưới cô về làm vợ rồi tính sao? Hai người đừng ép huynh ấy có được không? Louis, sao cô lại nói giúp cho hắn như vậy? Hai người đừng nói nữa. Chỉ cần Tàn Phong bình an, tôi đã mãn nguyện rồi. Xin được rồi, trưởng quầy ơi, xin được rồi. Trời ơi, tôi đã xin lâu, rốt cuộc đã có được rồi. Ông chủ, đây là thứ gì vậy? Nó còn quý giá hơn nhân sâm ngàn năm đó. Chẳng qua chỉ là con dao thôi mà. Nè, cây dao này có tác dụng gì? Nè, một cây nhân sâm ngàn năm chỉ có thể cứu mạng một người thôi. Một cây dao tốt để cắt thuốc bắc có thể cứu được vô số mạng người đó. Cô xem. Louis cô nương, hay là như vậy, tôi đền cây dao mới cho cô nha. Tôi làm biết bao nhiêu chuyện tốt, Đông Hải Đao Thần mới đồng ý rèn cây dao này giùm tôi đó nha. Ông nói Đông Hải Đao Thần? Những cây dao do ông ấy rèn xài nhiều năm cũng không bao giờ hư. Chẳng qua sao ông ấy dùng tiền e rằng không thể mua được. À, đại nương, bà có thể dạy tôi nấu ăn không? Cậu, sao đây? Muốn báo đáp cho Louis à? Tôi muốn làm một chút gì đó cho Louis. Cậu muốn nấu ăn cho Louis? Louis thích món gì, không thích món gì, thích ăn món gì phải bỏ thêm gia vị gì, cậu biết sao? Thôi được, vậy cậu hãy chiên cơm cho tôi coi. Xong. Cậu có thù với Louis sao? Hả? Cậu xem muối như đường, xem nước tương như giấm, xem ớt sử dụng như là sốt cà chua. Sao đây? Cậu muốn hại chết Louis nhà tôi sao? Đừng. Cậu còn ăn? Cơm chiên của cậu có cho chó ăn, nó còn không ăn nữa, càng không cần phải nói tới Louis. Cùng lắm tôi chiên lại thôi. Nè, mang vô đi. À, đại nương, tôi chỉ lại cái khác rồi. Bà xem tôi nha. Đi.
Louis, cô thức rồi hả? Đây, ăn thử đi. Chính tay tôi chiên cho cô. Quynh chiên cho tôi. Đúng vậy. Ăn thử đi. Đây là món ăn ngon nhất mà trong đời tôi từng được ăn đó. Louis, tôi phải đa tạ cô. Đa tạ tôi. Quynh đối xử với tôi tốt như vậy, tôi cảm động lắm. Chẳng qua chỉ là một chén cơm thôi, không nên nói như vậy. Tuy đây chỉ là một chén cơm chiên thôi, nhưng đối với tôi mà nói rất quan trọng. Đại nương. Ê, đại nương, cô vào đây làm gì? Cô mới vừa hồi phục nên về phòng nghỉ ngơi thêm vài ngày cho khỏe. Trong bếp có tôi thì được rồi. Bà đã vất vả suốt thời gian qua rồi, giao cho tôi đi. Cô thiệt là, sao số cô cực quá vậy? Đuổi dao khác đi. Cắt cá có dao cá, thịt có dao thịt, nhưng cô cứ đòi sử dụng dao cũ, không sợ mỏi tay hay sao? Nhưng tôi chỉ thích cái dao này thôi. Louis, sao cô lại quá cố chấp như vậy? Cái dao này đối với tôi đây, cho dù tốt hay xấu, tôi đều không thể bỏ được. Không lẽ đây là ý trời? Hay là có điểm xấu sắp có chuyện xảy ra? Trời ơi, có gì đâu mà điểm xấu. Chẳng qua cây dao bị gãy cán thôi. Đừng suy nghĩ bậy bạ. Louis à, cô đoán xem hôm nay tôi mang quà gì đến cho cô đây? Quà gì? Cô xem. Y chi phong. Cô có biết không, tôi phải tốn rất nhiều công sức đặt làm từ Đông Hải Đao Thần tặng cho cô đó. Ý trời, đúng là ý trời. Tôi thích lắm. Ý trời, ý trời gì? Quynh xem, vừa rồi tôi đã làm gãy cây dao lúc chúng ta mới quen nhau. Tôi còn tưởng là ý trời, sắp có chuyện không may xảy ra nữa. Nào ngờ, cũ không đi thì mới không đến. Quynh nghĩ đây có phải là ý trời không? Như vậy chúng ta có một khởi đầu tốt đẹp đó. Thì ra là như vậy. Tôi chỉ cầu mong cô bình an là vui rồi. Tàng Phong, tôi nhất định bảo quản tốt cây dao này. Louis, cô có biết tôi lấy ba chữ Y Chi Phong này có dụng ý gì không? Là vì hy vọng cô dùng độ bén của lưỡi dao này để thể hiện tài nấu nướng của cô một cách triệt để, để cho mọi người trên thiên hạ đều biết cô là nữ vua bếp độc nhất vô nhị. Ừ, tôi nhất định sẽ cố gắng. Tàng Phong, Quynh không cần phải để ý đến Tái Qua Đà và Sử Đại Nương nói thế nào. Cho dù tôi mong muốn có thể mãi mãi ở bên Quynh, nhưng mà Quynh yên tâm, nếu như Quynh thấy không vui, tôi cũng không cưỡng cầu mối tình này đâu. Louis, tôi biết rõ tất cả những gì cô làm vì tôi, nhưng trước mắt thù mẹ chưa trả. Thú thật là tôi không có tâm trạng nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư. Nhưng mà Louis, mong cô hãy tin tôi. Không nên dễ gì đưa ra lời hứa. Tôi xem như thật đó. Cô tin tôi đi. Sau này tôi nhất định báo đáp. Chờ tôi trả thù cho mẹ tôi rồi tính có được không? Có thật là Quynh giết Bái Ngọc Nhi không? Không giết Bái Ngọc Nhi, thầy không làm người. Yến Bá Mẫu, tôi chấp nhận làm mọi chuyện để chuộc tội. Nếu Bá Mẫu có linh thiêng, nhất định phải phù hộ Tàng Phong bình an. Đúng rồi, cô đang ở đây. Người tới đây làm gì? Tôi tới đây làm gì cũng được. Nói chung là khác với người ta tới đây để sám hối.
Cô cho rằng cô làm như vậy Yến Tàng Phong sẽ tha lỗi cho cô sao? Tôi tới đây không phải xin huynh ấy tha lỗi, tôi chỉ mong được yên lòng. Tôi nghĩ cả đời này cô cũng đừng hòng được Yến Tàng Phong tha lỗi. Nhưng mà tôi nể tình chúng ta là đồng môn với nhau, có lẽ tôi sẽ giúp cô làm gì đó. Ý ngươi là sao? Chỉ cần hạ sát Yến Tàng Phong, như vậy không cần biết hắn có tha lỗi hay không. Thì ra ngươi tới đây để giết Tàng Phong. Vậy giết ta trước đi. Đừng vội. Cô đòi liều chết với tôi nên hỏi qua ý kiến của Minh Chủ. Thật ra tôi phụng mệnh của Minh Chủ đến đây tìm cô. Cô mau về đi. Không, ta không cho ngươi đạt được ý đồ. Ta lấy mạng ngươi trước. Hay lắm, vừa nhắc liền xuất hiện. Nhậm Thiên Hành, ta đồng ý đi theo ngươi. Nguy rồi, chẳng lẽ chất độc bắt đầu bộc phát hay sao? Sao ta không thể dẫn nội lực vậy? Được, xem như cô nợ tôi một mạng người.